Ngày 13 tháng 4, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, đã thăm và kiểm tra công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại Sư đoàn 3 Quân khu 1. Đón và dự làm việc với đoàn có Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1. Trong sáng 13 tháng 4, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương và đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã kiểm tra công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của Trung đoàn 2 thuộc Sư đoàn 3. Công tác đảng, công tác chính trị, công tác xây dựng nền nếp chính quy và công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật cho các nhiệm vụ của Sư đoàn 3. Tại Trung đoàn Bộ binh 2, Sư đoàn 3, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cùng đoàn công tác đã tham quan mô hình công tác huấn luyện thực tế của cán bộ chiến sĩ Trung đội 3 Đại đội 1 Tiểu đoàn 1 ở từng nội dung kiểm tra như đánh địch tấn công hỏa lực, đánh địch đột nhập với cán bộ chiến sĩ Trung đội 3. Tại đây, đồng chí Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã chỉ ra từng điểm mạnh yếu trong công tác huấn luyện của đội ngũ cán bộ, đồng thời cũng nêu những kinh nghiệm để đội ngũ cán bộ huấn luyện của đơn vị nắm bắt ngay tại thao trường. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu đội ngũ cán bộ huấn luyện của cấp trung đội, đại đội đến các chiến sĩ cần thuần thục các bước động tác, tập trung dành thời gian cho việc học tập, nghiên cứu tài liệu trước khi vào huấn luyện. Động tác huấn luyện phải hết sức chuẩn mực, chú trọng phương pháp huấn luyện để bộ đội nắm chắc nội dung. Quá trình huấn luyện là quá trình truyền thụ kinh nghiệm. Trong giảm nguyên tắc thì có nêu đầy đủ nguyên tắc và tập trung phân tích 1 đến 2 nguyên tắc. Khi phân tích nguyên tắc 1 nguyên tắc thì phải nói rõ nội dung của nguyên tắc đó, biện pháp thực hiện nguyên tắc. Đấy là giảm nguyên tắc. Tiếp theo là nêu tình huống. Có về địch về ta, đúng không? Sau khi nêu tình huống xong thì kêu gọi thảo luận. Cần phải nằm rõ này. Một là phương án. Nằm rõ là cái phương án nhận định về địch về ta làm sao. Và nằm rõ cái phương án để đánh địch này. Và nằm rõ hành động của các bộ phận. Trong cái tình huống này thì phương án đánh địch đột nhập ra làm sao. Đánh địch từ đâu, từ hướng nào, vân vân. Thì nó ra được hành động các bộ phận. Phải ra được phương án. Xong rồi hành vào hành động các bộ phận. Sau đó thảo luận xong thì trung đội trưởng kết luận. Kết luận thì có nhận định. Nhận định về địch, nhận định về ta. Và kết luận bằng khẩu lệnh, tức là kết luận được phương án ấy, xong bắt đầu mới kết luận hành động của các bộ phận. Cũng tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã tham quan và kiểm tra kết quả bắn súng AK thực tế của Trung đoàn Bộ binh 2. Tại đây, đồng chí Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã biểu dương kết quả và thành tích đã đạt được của chiến sĩ tham gia thực hành bắn súng AK, cơ bản đạt kết quả tốt với tinh thần nghiêm túc, khách quan và đạt thành tích cao. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cũng đã thăm hỏi động viên các chiến sĩ, nhất là chiến sĩ mới trong công tác tư tưởng, qua đó hiểu thêm về tâm tư nguyện vọng của các chiến sĩ sau thời gian quân ngũ tại các đơn vị. Tôi rất là mong là các đồng chí quá trình học tập công tác ở tại đơn vị, chúng ta phải xây dựng được cái đoàn kết thống nhất, tương trợ tương ái lẫn nhau, cùng nhau để mà vượt qua những khó khăn, cũng có lúc rất vất vả. Đấy, chứ không phải đâu, đấy các đồng chí tới đây, các đồng chí đi diễn tập, mà chúng ta phải đã là bộ đội, đã là quân đội, chúng ta phải rèn luyện để đến khi có tình huống đến chúng ta có thể sẵn sàng lên đường được ngay. Qua kiểm tra thực tế và nghe lãnh đạo Sư đoàn 3 báo cáo, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhận thấy năm 2022 và 3 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy chỉ huy Sư đoàn 3 và cấp ủy chỉ huy các cấp đã quán triệt và thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Quân khu 1, triển khai đồng bộ toàn diện các mặt công tác, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu huấn luyện chiến đấu được nâng lên. Tổ chức xây dựng, ra soát các kế hoạch sẵn sàng chiến đấu các cấp. Hàng tuần, các cơ quan đơn vị đều tổ chức huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, báo động luyện tập các phương án chiến đấu bảo đảm chặt chẽ, duy trì hiệu quả hoạt động tuần tra canh gác, kiểm soát quân sự, bảo đảm an toàn tuyệt đối cơ quan đơn vị. Thường xuyên kiểm tra, củng cố, bổ sung vật chất sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng tốt yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, xây dựng kế hoạch bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng yếu trong các sự kiện chính trị quan trọng, không để bị động bất ngờ. Các đồng chí cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị cho huấn luyện và tổ chức ra quân huấn luyện thì hết sức là chú đáo, nghiêm túc, đạo được khí thế ngay từ ngày đầu, tháng đầu cho huấn luyện. Qua kiểm tra các nội dung thì cơ bản thì các nội dung các đồng chí đã bảo đảm được huấn luyện tốt. Đặc biệt hôm nay các đồng chí kiểm tra huấn luyện bắn súng của cán bộ, của hạ sĩ quan, kể cả bắn súng ngắn, kể cả bắn súng AK. Đồng chí cục trưởng quân huấn nói là tập trung hậu cần kỹ thuật ra là cấp thăm tự nhiên,
thì kết quả các ông chí cũng rất là tốt. Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu cấp ủy chỉ huy các cấp sư đoàn 3 tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết của trên về lãnh đạo thực hiện tổ chức quân đội giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo. Cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ. Nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn, bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là bảo đảm tốt chế độ tiêu chuẩn, đời sống của cán bộ chiến sĩ, nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương cũng yêu cầu Sư đoàn 3 quán triệt thực hiện nghiêm nghị quyết số 1659 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023-2030. Tiếp tục ra sức vun đắp, phát huy và xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, xứng đáng với truyền thống trung dũng kiên cường, bám đất bám dân, tự lực tự cường, đoàn kết chiến thắng.